Ngày 21 tháng 4, ban kỷ luật VFF đã quyết định đình chỉ thi đấu 8 trận và phạt 40 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết về lỗi hành vi xâm phạm thân thể trọng tài trong trận đấu giữa Bình Định FC và Hà Nội FC vòng 7 V-League 2023. Một ngày sau đó, Hà Nội FC đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại VFF. Việc không có băng hình giám sát, trong đó có tình huống Văn Quyết va chạm với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành sau khi trận đấu kết thúc là cơ sở đội bóng thủ đô tin tưởng sẽ khiếu nại thành công, giảm án cho Văn Quyết. Theo Hà Nội FC, bằng chứng quan trọng nhất trong việc này là băng kỹ thuật nhưng lại không được đề cập trong sự việc này. Án phạt treo giò 8 trận và phạt tiền 40 triệu đồng với Văn Quyết được Ban kỷ luật VFF quyết định chỉ dựa vào báo cáo từ tổ trọng tài, các giám sát và kiến nghị của Ban tổ chức giải là VPF.